Hôm nay em lên sóng và giới thiệu tới tất cả các bác xem một cái mẫu xe cực đẹp của bên em mới về. Chiếc này mang tên là Chevrolet Captiva, sản xuất năm 2008 và chiếc này là một chủ từ đầu luôn nhá. Biển 74 99, một chủ từ đầu luôn. Và xe thì chủ xe đi rất là giữ gìn, cho nên là xe còn rất là đẹp. Bác nào mà đang quan tâm đến những mẫu xe Captiva mà hiện tại bên em đang bán thì bác hãy đến xem nhé. Bên em này rất là nhiều xe Captiva luôn, và bên em bán thì toàn xe chất thôi, toàn xe đẹp, toàn xe chất thôi các bác nhé. Lốp dày này, lốp dày khám dài, điều hòa rất là mát, một bộ ghế da vẫn còn nguyên zin. Xe thì còn rất là tươi và rất là sáng luôn. Đấy, các bác thấy này, những con bu lông ốp vít của xe vẫn còn sáng loáng luôn. Một bộ ghế da này, ghế da xịn theo xe nhá. Những dòng xe mà Captiva thì các bác biết rồi, là nếu mà bộ ghế da mà đã thay và đã bọc lại thì tất nhiên là những cái chiếc xe đó là sẽ đi nhiều, đúng không ạ? Chiếc này của em xe đi rất là ít nhá, cho nên là xe tất cả đồ đạc nó còn rất là sáng và còn rất là mới luôn. Xe rất là còn rất là sáng và rất là mới nhá. So với đời thì chiếc xe này sẽ là đẹp hơn so với lại một số những chiếc xe khác mà hiện tại thì đang có trên hiện trường. Đấy, các bác có thể là cảm nhận. Bây giờ em quay gần chi tiết để các bác xem và cảm nhận về cái mẫu xe này bên em đang có nhá. Vì chiếc xe này nó là một chủ cho nên là xe nó còn rất là đẹp. Đấy, còn khá là chất luôn. Rồi, mời các bác chú ý đón xem. Rồi, em sẽ quay các bác xem chi tiết cái phần hình thức bên ngoài của chiếc xe này trước nhá. Đấy, thì các bác thấy này. Bên ngoài đây thì được bọc mại lốp rồi. Đấy, đèn bi siêu sáng luôn. Và đèn này là đèn xịn nguyên bản theo xe nhá. Và mặt ca lăng cũng vậy, cũng đã được bọc lót inox hết rồi. À, vừa rồi thì em chuyển mấy con từ trong khu vực miền Trung ra luôn. Đấy, cho lên xe lồng và chở ra ngoài này. Đấy, bác nào mà ở gần khu vực ở đây thì mà đang quan tâm đến mẫu này thì bên em có thể là rút hồ sơ cho bác nhé. Rút hồ sơ để bác về ra tên, rất là đơn giản và nhanh gọn thôi. Vì em mua của chính chủ mà, cho nên là nó rất là đơn giản và rất là nhanh gọn. Rút hồ sơ trong 3 ngày nhé các bác nhé, là các bác có thể là nhận được hồ sơ và mang về ra tên rồi. Một dàn lốp của chiếc xe này còn rất là dày. Đấy, la răng thì ở đây các bác xem này, la răng rất là mới luôn. Panh ABS 4 bánh. Đăng kiểm còn đến tháng 6 năm 2021 nhá. Đấy, còn đến năm 2021 luôn. Rất là dài. Bên ngoài của xe thì cũng đã được các bác thấy được bọc mại lốp rất là nhiều thứ, như là tay cầm, như là ốp gương hay là vè mưa. Đấy, rồi nẹp chân kính, đúng không ạ? Thân vỏ rất là mỏng nhá, không có ma tít, không bị bả ma tít đâu, cho nên là thân vỏ xe còn rất là căng đẹp. Đấy, thân vỏ gỗ kêu loang quang luôn và sơn si có thể là soi được gương luôn các bác nhá. Đấy, cửa đóng chắc lịch. Đấy, một cái mẫu xe mang tên là Chevrolet Captiva 2008, máy xăng 7 chỗ. Đấy, xe đăng ký là 7 chỗ ngồi nhá. Form dáng của xe thì các bác thấy rất là đẹp luôn. Form dáng của xe rất là đẹp đúng không ạ? Như là những cái mẫu xe nhiều tiền. Và giá tiền thì của chiếc xe này thì thường thường bên em vẫn bán là chỉ có hơn 200 triệu thôi nhá. Xe thì sạch sẽ gọn gàng. Các bác cứ xem thật kỹ đến hết video của em thì các bác sẽ được cảm nhận hết về cái chiếc xe này. Lốp nắp của xe thì rất là dày. Rất là dày luôn. Sơn xi sạch bóng đây các bác xem này. Cô lốp của thứ rất là sáng đúng không ạ? Tất cả kính của xe vẫn là zin hết các bác nhá, không vỡ một cái kính nào luôn. Đây là phần đuôi của cái mẫu xe Captiva. Đây các bác thấy này, cái chiếc xe Captiva thì các bác em cũng đã giới thiệu nhiều. Đây các bác có thể thấy là cái mẫu xe này nhìn cái form dáng của nó rất là đẹp. Đấy, form dáng của nó như là những cái mẫu xe nhiều tiền luôn, đúng không ạ? Và cái mức tiêu hao của nhiên liệu của cái mẫu này thì nó cũng trên dưới 10 lít trên 100 km các bác nhá. Đây, trên dưới 100 km. À, tí em sẽ mở cái phần nội thất ra và quay các bác xem chi tiết phần nội thất sau. Phần nội thất thì các bác sẽ cảm nhận được rõ nét nhất về chất lượng của xe đúng không ạ? Và phần khoang máy nữa. Bên ngoài thì các bác có thể là biết được phần nào đúng không ạ? Phần nào của chiếc xe. Nhá, đèn nguyên zin hết. Đèn hoàn toàn là nguyên zin hết. Đèn. Tiếp theo nhá. Đây là cái phần sườn của bên tài đây. Các bác xem nhá. Các bác xem nhé, em quay chi tiết cho bác mình xem lúc cái phần bên ngoài này, xong rồi bắt đầu sẽ quay bên trong nội thất và quay phần khoang máy và phần
gầm của cái chiếc xe. Đấy, các bác xem kỹ một chút nhá. Đây, lốp đã răng này các bác thấy đây. Rất sáng và sạch sẽ luôn. Đèn nguyên zin theo xe nhá. Sơn xi rất là bóng mượt sạch sẽ cả xe luôn. Đấy, chìa khóa để trong kia. Vâng. Đấy, sơn xi sạch sẽ cả xe luôn các bác nhá. Không một vết xước. Đấy, thân vỏ thì các bác thấy này. Nó kêu loang quang cả xe luôn. Vỏ quá đẹp. Riêng vỏ về cái mẫu xe này các bác nhà mình không bàn nhá. Quệt quệt nhẹ cũng rất ít ở trên cái mẫu xe này. Em không nói là bị không bị quệt nhá. Xe đi ra ngoài đường thì các bác biết là không để tránh về vấn đề là va quệt, nhưng mà riêng cái mẫu xe này của em là quệt cực kỳ là ít luôn. Vậy nên là rất là hiếm gặp cái phần quệt của mẫu xe này. Và bây giờ thì từ từ em ơi. Đang quay video. Nhân viên ra hỏi bảo là đã nhận được tiền chưa, vì có khách bắn tiền mà. Không biết là khách ở đâu cọc tiền nữa. Vâng, đang mãi quay video. Đấy thì bây giờ em mời các bác xem nốt cái phần nội thất bên trong của cái mẫu xe này nhá. Của mẫu xe cực đẹp luôn. Đấy, qua thế này em ép cửa này. Đấy. Lòng trong của xe hoàn toàn là sơn zin, kể cả như bên ngoài sơn xi bên ngoài của xe độ zin cũng còn rất là cao nhá. Đấy, sơn xi phần sơn zin của cái mẫu xe này lên đến 70-80% luôn. 70-80% là sơn zin luôn các bác nhá. Đấy, sơn xi này, đấy, tắp đi cánh cửa này. Đấy, cũng gần tối rồi thì em sẽ quay các bác mình xem nhanh để không bị tối. Đó. Ghế da hoàn toàn là một bộ ghế da nguyên bản nguyên zin theo xe nhá. Đấy, cái vị trí này thì hơi nứt thì không thể tránh được. Đời 2008 đến bây giờ chạy đến bây giờ cũng gần chục vạn rồi đúng không ạ? Gần chục năm rồi. 2008 là 12 năm rồi. Đây các bác nhá. Hiện tại thì em đang quay tương đối là gần và chi tiết các bác xem vào bên trong nội thất của cái mẫu xe này. Cũng như là những chiếc xe khác thôi, những cái phần này đấy, là chưa vặn vọ này, những con bu lông này chưa vặn vọ thì có nhá. Đấy, và phần táp lô này. Đấy, táp lô, táp ly của xe đấy thì rất là tươi và cực kỳ là sáng bóng luôn. Hệ thống đầu đài âm thanh là nguyên bản theo xe, điều hòa ô tô tự động các bác nhá. Cái phần da này là vẫn là da zin này. Đấy, củ số vẫn là củ số zin, chưa bọc lại. Đấy, bác nào mà không thích cái chỗ này nó hơi sụt sùi một tí, có thể mình về mình bọc lại nhá. Cũng chỉ mất có 50 cho đến 100.000 tùy lơi người ta lấy. Đấy, nội thất rất là sáng và sạch sẽ luôn. Đấy, trần này, trần rất là sáng luôn, trần lý nguyên bản theo xe nhá. Đấy, rất là sáng và sạch sẽ. Đấy, trần rất là sạch sẽ và sáng bóng luôn nha các bác nhá. Em sẽ quay làm sao các bác xem không bị bỏ sót cái khu vực ta. Đấy, mép cánh cửa này. Đấy, những con ốc nhái ở đây rất là sáng và nhìn rất là sạch đúng không ạ? Đây, tắp ly cánh cửa tiếp theo đây nhá. Phần da này hoàn toàn là vẫn là da zin. Da zin nguyên bản theo xe luôn. Và cái phần da này các bác thấy đây, thường thường là chỗ này rất hay bị bật đây, vì tay cầm mở ra mở vào và hay tì. Đấy, người ta ngồi hay bị tì, hay tì vào cái khu vực này cho nên là da nó hay bị nhăn. Nhưng mà chiếc xe này của em thì sao? Đấy, các bác thấy bốn cánh rất là đẹp nhá. Hai cánh trên thì cũng đã dán đề can rồi để cho nó tránh cái sự bị xước sát, bị nhăn nhau. Đấy, bộ ghế da đây các bác nhá. Đấy, bộ ghế da đây. Đây, cái mặt ghế đằng sau của hàng ghế trước. Đấy, sàn này. Sàn được bọc da rồi và có cái tấm thảm lót ở trên. Đây nhá, cái phần này này, cái phần này là cái phần mà rất hay bị bẩn, nhưng mà chiếc xe này của em thì sao? Đây các bác thấy rất là sáng luôn. Đây các bác thấy này, rất là sáng luôn này. Kỳ là sạch sẽ luôn, đúng không ạ? Ghế thì em có thể là nâng lên cho các bác mình xem cái mặt ghế này. Mặt ghế đằng sau này gần như là rất ít người ngồi luôn, không có một cái hiện tượng gì xấu cả. Đây nhá, em đang nâng cái hàng ghế lên cho các bác mình xem đây thôi. À, những cái con bu lông ở khu vực này vẫn còn màu mực luôn này, vẫn còn mực đỏ luôn này. Đấy. Vẫn còn mực đỏ luôn, đúng không ạ? Đây các bác xem.
em sẽ quay lốt cái phần bên đây nhá. Bây giờ thì sự nói với các bác là tầm tối khách khứa hơi đông, với lại đang có một số việc nữa cho nên là đang cũng hơi bận một chút. Đây là em cũng sẽ quay xe thì rất là đẹp rồi đấy, nhưng mà em sẽ quay nhanh nhá. Bình thường thì chiếc xe này thì em sẽ quay chi tiết hơn nữa, nhưng mà chiếc xe này em sẽ quay nhanh hơn một chút vì hiện tại đang tương đối là bận. Các bác chỉ cần nhìn một số cái vị trí thôi, vì dòng xe Captiva này thì em cũng đã quay rất là nhiều thì các bác biết đẹp hay xấu thì các bác chỉ cần nhìn lướt qua một số cái vị trí thì các bác có thể là biết được, đúng không ạ? Như phần cánh cửa là phần nội thất đấy, như con bu lông ốc vít của xe này rất là sáng như này, đúng không ạ? Tắp đi tắp nô hoàn toàn là rất là tươi đấy, rất là tươi sáng luôn. Và vách cửa cũng vậy nhá, vách cửa hoàn toàn là da zin đấy. Những con cánh cửa này rất là sáng này, những cái phần công tắc chỉnh kính cửa đúng không ạ? Đấy, lòng trong này đấy, vẫn còn màu mực của nhà máy nhá, còn những con ốc vít của xe vẫn còn màu mực của nhà máy luôn. Đấy, và ghế điện này, đấy, bu lông này là chưa vặn nhá, đấy, chưa vặn, chưa tháo rời luôn nhé các nhá. Đấy, vô lăng, các bác nhìn vô lăng nhá, đấy, vô lăng của nó đẹp như này mà không bị trầy xước bong chóc gì. Đấy, đấy các bác thấy này. Innova ở trong kia. Vâng đây nhá. Đấy, đang quay video và mọi người hôm nay cứ ra bảo cái này bảo cái kia, cho nên là rất là mất tập trung các bác ạ, rất là mất tập trung luôn. Bình thường em quay thì em rất là tập trung em quay, nhưng hôm nay hơi bị mất, hơi phân tán một chút, nhưng mà cũng làm sao là cũng mục đích là cũng quay làm sao để các bác mình xem kỹ về chiếc xe này, đúng không ạ? Quay kỹ nhưng mà nói thì hơi ấp úng một chút, các bác có thể là nhận ra, đúng không ạ? Đấy, như phần gioăng cửa xe rất là đẹp nhá, như mới luôn các bác nhá. Đó, phần cột kèo này. Đấy, những cái phần những cái bàn đạp phanh rồi ga rồi côn, đúng không ạ? Đấy, các bác thấy. Đấy, phần trần này. Đấy, nội ngoại thất của xe thì em quay cũng gọi là tương đối rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ em sẽ lổ máy cho các bác nghe nhé, và quay cả gầm nữa. Ô, cái xe này không có chìa khóa, không có chìa khóa đây là không vặn được. Cái này xe này chạy 16 vạn các bác nhá. Xe chạy 16 vạn. Hiện tại không có chìa khóa đây là không mở máy. Anh Tùng ơi, cầm em cái chìa khóa của xe này với. Chìa khóa xe này đâu rồi? Lấy cái chìa khóa khiến ra đây ở trong kia kìa. Ở trong nhà đấy. Đây gầm đây nhá. Đây gầm máy đây. Nó phải có khóa khiến mới lỗ được. Chứ cái dòng này nó thế. Đang định lỗ máy nhưng mà chìa khóa đang hiện tại đang vất trong nhà. Đây gầm đây coi nhá. Gầm sáng sạch, không bị han mọt, han gì gì. Không bị bục mọt nhá. Đây máy đây. Và đây là phần cabo này. Đấy, các bác thấy này. Phần nỉ chống nóng của nó rất đẹp này. Đây, phần nỉ chống nóng của cabo nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Chỗ này hơi bẩn thì các bác thấy rồi, đúng không ạ? Đây, phần nỉ của nó thì nếu mà rửa đi nó sạch như mới luôn các bác nhá. Đấy, tem mác của xe vẫn còn nguyên này. Đấy, phần răng giật các thứ là vẫn còn nguyên, không có hiện tượng đâm xô. Đấy, và máy rất là đẹp nha. Các bác thấy đây. Máy rất sáng đẹp luôn. Máy rất sang đẹp nhá. Về máy của chiếc xe này thì các bác yên tâm, bên em cũng đã kiểm tra kỹ rồi. Đây là máy cực chất luôn. Riêng về máy số của những cái mẫu xe bên em bán thì các bác yên tâm là xe toàn xe chất thôi. Vì trước khi lấy về là cũng đã cho kiểm tra kỹ càng rồi, đã kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi. Đấy, từ những về là tất cả những lỗi của xe nhá, thì các bác yên tâm là tất cả những lỗi của xe thì không một lỗi gì. Đấy, như là đâm đụng ngập nước này, như là về vấn đề là giấy tờ an ninh pháp lý này, như là máy số gầm bệ. Những vấn đề là kỹ thuật, những vấn đề là cơ bản của xe thì các bác yên tâm. Đấy, ok em, video em xin được kết thúc tại đây. Và các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái mẫu video khác em đăng lên nhé. Em xin chân thành cảm ơn.